I don't wanna say anything. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang đến với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn thấy một trong những vị tướng pháp sư sắp được Liên Quân cho ra mắt vào mùa 20 này nha. Đây là một vị pháp sư cấu rỉa và dồn sát thương cực kỳ là khủng khiếp của Liên Quân Mobile luôn. Dự là vị tướng này khi ra mắt sẽ rất là hot luôn các bạn ơi, vì sát thương của đến từ chiêu 1 và chiêu 2 của vị tướng này là cực kỳ kinh dị ha. Và cái cách combo của vị tướng này như thế nào thì trong video clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tận tình từ A đến Z mọi combo cũng như là một số cái mẹo mà mình nghĩ ra cho vị tướng này ha. Ok, để có được cái mẹo của vị tướng này thì chúng ta cần nên biết cái chiêu 1 và chiêu 2 của vị tướng này nó như thế nào ha. Thì chiêu 1 sẽ gây sát thương theo quỹ đạo và tại điểm giao nhau sẽ có một lượng sát thương gấp đôi ha. Với chiêu 2 cũng tương tự như chiêu 1 nhưng chúng ta sẽ di chuyển được ở khoảng cách xa hơn. Pha này thì Florentino chạy đi đâu nữa, đầu tư cho em cái tốc biến nè. Và sau khi và cái nội tại của vị tướng Zhu này á, vị tướng Zhu này á, là sau khi bạn sử dụng một chiêu bạn sẽ tích được một điểm nội tại nè. Bạn sử dụng được chiêu thức chiêu 1 và chiêu 2 thêm một lần nữa là bạn sẽ được hai cái nội tại. Và với cái hai cái nội tại này các bạn sẽ ngay lập tức được cường hóa chiêu 1 và chiêu 2 thêm một lần nữa. Và cái chiêu cường hóa này sẽ có sức mạnh cực kỳ là kinh dị luôn ha. Ok, pha này thì có anti có mạng của Van Heel rồi. Thì theo như mình á, các bạn nên nâng max chiêu 2 nha. Tại vì thực tế ra mình sử dụng chiêu 2 nhiều hơn là chiêu 1. Bởi vì chiêu 1 cái phạm vi của nó tương đối là gần. Và cái vị tướng này nó nổi danh từ cái nổi danh bởi cái chiêu tức là giết người ở khoảng cách xa đó các bạn. Cho nên các bạn nâng cho mình max chiêu 2 nha. Chiêu 2 mới là chiêu thức của vị đáng sợ của vị tướng này. À, pha này thì hai bạn chạy đi đâu bạn ơi. Ngay cả Esu luôn nè. Ngay cả Esu luôn, Esu không chết rồi các bạn. Và cái chiêu 1 cái khoảng cách nó tương đối là gần đó các bạn. Cho nên là các bạn tung chiêu nó hơi khó trúng một xíu. Với lại với một chất tướng pháp sư mà các bạn đứng ở một cái vị thế nó tương đối là gần với tướng địch thì cái độ an toàn chúng ta không có nha. Ôi thôi pha này đi rồi. Bạn Ngô Không đập ghê quá, bạn ấy vẫn còn anti đó các bạn. Ok pha này đẹp. Ô anti đi về luôn nha. Và chiêu cuối của vị tướng này nó giống tương tự như là chiêu của Esu. Nhưng mà nó thêm vào đó là cái hiệu ứng đẩy lùi đối phương nha. Kèm theo đó là cái hiệu ứng làm chậm nếu mà đối phương ở khoảng cách hơi xa một tí nha. Ok, và cái cách combo vị tướng này như thế nào? Thì đơn giản thôi, các bạn tích cho mình một điểm nội tại như trong video này. Sau đó các bạn sử dụng hai lần chiêu 2. Ngay lập tức là nếu mà hai lần chiêu 2 của các bạn may mắn trúng phải tướng địch thì ngay lập tức tướng địch sẽ bị bốc hơi. Ở bên giai đoạn giữa game các bạn có thể thấy là cái lượng đam nó cực kỳ nhiều, cực kỳ kinh khủng đối phương rồi. Ok, và trong trường hợp mà đối phương ở quá gần chúng ta sẽ không thể nào tối đa hóa cái lượng sát thương của chiêu. Cho nên chúng ta chỉ cần chúng ở một bên mép của chiêu thức thôi nha. Như vậy là quá đủ rồi. Ok, và đó là cái chiêu thức của vị tướng này nha. Cái combo này nó lợi hại như thế nào thì mời các bạn xem hết video này các bạn sẽ biết. Vì trong video này mình toàn sử dụng cái combo đó để giết người, hầu như là sốc sát thương nó cực kỳ là kinh khủng luôn, cực kỳ là đáng sợ từ một khoảng cách rất là xa, thậm chí nhiều lúc đối phương còn chưa kịp nhận ra nữa là mình đã giết đối phương được rồi. Nó cực kỳ là kinh dị ha. Ok, và mời các bạn xem video thôi. Ok, và ở đây bạn Ngộ Không nè, anti đẩy ra nè, dùng hai lần chiêu 2 khá là hết máu. Ok, một kéo crack nữa, easy nha. Vị tướng này thật sự mạnh ở cái giai đoạn giữa và giai đoạn cuối game, cho nên là ở giai đoạn đầu game các bạn nên tập trung farm để cần có một cái lượng đồ nhất định để giai đoạn cuối game mình được bắn, được xả chiêu các bạn ha. Và các bạn lưu ý là chúng ta chỉ có một duy nhất một chiêu cuối để chạy mà thôi, cho nên cái chiêu cuối các bạn hạn chế sử dụng nếu lúc đó không cần thiết ha. Và combo của chúng ta là dùng chiêu 1 để tích một điểm nội tại, sau đó có tướng địch chúng ta sẽ dùng hai lần chiêu 2. Chiêu 2 đầu tiên là chiêu 2 mặc định, còn chiêu 2 thứ hai là chiêu 2 cường hóa, sát thương sẽ được tăng lên rất là nhiều, cực kỳ là kinh khủng luôn các bạn nha. Và vị tướng này các bạn chỉ phù hợp theo mình nghĩ nha. Các bạn chỉ phù hợp để đi mid hoặc là đi hỗ trợ, đi support mà thôi. Chứ các bạn đừng có đem vị tướng này vào rừng nha. Bởi vì vào rừng là vị tướng này cực kỳ là phế luôn. Ở giai đoạn đầu game á, farm cực kỳ là khó khăn luôn.
Ok, và bây giờ đi xuống khu vực đường Tà Thần thôi các bạn ơi, đang có đánh nhau ở đây. Ồ, hai bạn này. Chiêu 2, ok, quá tuyệt vời đúng không nè. Easy, có hai mạng rồi các bạn ơi. Đối với dọn quái để đường thì các bạn đơn giản thôi các bạn đứng nghiêng một bên, sau đó các bạn chụm ở những cái con cuối cùng thì cái quỹ đạo đó đi, nó sẽ quét hết những cái đám quái. Lúc này sẽ hỗ trợ chúng ta dọn quái một cách nhanh hơn. Và các bạn lưu ý là lúc nào mình cũng có một điểm nội tại trong người nha. Hay, hai lần chiêu hai. Chiêu chiêu, hụt rồi. Xem chúng bạn ấy nhờ. Nhưng mà lượng sát thương nó cực kỳ là nhiều ha. Hai lần chiêu hai các bạn nhớ nha. Dùng một điểm của chiêu 1 để tích điểm nội tại, sau đó dùng hai lần chiêu 2. Sát thương sẽ là cực kỳ kinh dị và rất là nhanh, khiến cho kẻ địch không kịp trở tay. Chúc bạn nát ăn tà thần nào. Đứng từ xa thôi các bạn, đứng từ xa thôi. Với vị tướng này thì các bạn chỉ đứng từ xa dùng chiêu thôi. Ôi giời ơi, bị tà thần giết luôn rồi. Hết chiêu rồi các bạn ạ. Ok, ăn được tà thần nha. Đây rồi, bạn này đây rồi, anti luôn nè. Gặp siêu tiên bạn nè. Chạy hả bạn. Đầu tư thêm chiêu nữa. Đánh thường. Mình có chiêu 2 nha. Yêu. Vậy là xong. Sát thương cực kỳ là kinh dị luôn các bạn. Nếu mà bạn nào không để ý mà các bạn ấy đi theo cái quỹ đạo đường thẳng á, mà vô tình mà để chúng ta bắt được và canh được cái quỹ đạo đường đi á, thì sát thương của chúng ta là cực kỳ kinh khủng, cực kỳ là nhiều luôn. Cho nên là khi mà vị tướng này được ra mắt á, các bạn sẽ thấy những cái chết nó không ngờ đến luôn các bạn. Chết mà mình không kịp ngáp, không kịp nhìn thấy đối phương đang nằm ở đâu luôn. Rất là kinh dị ha. Sắp tới sẽ vị tướng này ra mắt sẽ có những cái trường hợp như vậy. Pha này thì có mạng Glass kéo nè. Đúng rồi, dính. Chiêu 1, chiêu 2. Mình có nội tại rồi nha. Có nội tại, quăng hai lần chiêu để xóa sổ lính. Sau đó quăng bỏ chiêu 1 nè. Sau đó mình có nội tại, đợi chiêu hồi cho các bạn. Đợi chiêu hồi nha. Này thì bạn Van Heel không chết các bạn, tại vì các bạn ấy đi nhanh quá. Có nội tại chiêu 2 nè. Mù sát thương cực kỳ là nhiều ha. Các bạn nhớ combo nha. Combo dùng chiêu 1 để tích nội tại, sau đó có thể dùng hai lần chiêu 2 cùng một lúc. Các bạn sẽ giết kẻ địch khi mà kẻ địch chưa kịp nhận ra và từ khoảng cách rất xa. Pha này thì khỉ chạy đi đâu nữa. Kinh dị các bạn nha. 9-1 rồi, hi hi. Đây, khoa này, hai lần chiêu 2 này. Về lượng trang bị thì các bạn có thể lên ưu tiên lên những cái trang bị sốc sát thương cho vị tướng này nha. Giả sử như các bạn có thể lên là ở trường bùng nổ nè. Rồi sau khi bạn lên giày là lên trường bùng nổ, lên vương miệng. Rồi hoặc là có thể sau này các bạn lên xiêm xuyên giáp nè. Riêng bản thân mình thì mình lên thêm cái quả cầu băng xương nữa để tăng cái khả năng sống sót, để đề phòng cái trường hợp mà sát thủ tiên bạn. Ở đây có nghĩa là khỉ đó các bạn. Khỉ mà vồ mình á thì mình còn biết đường mình chạy được ha. Ok, ở đây đứng nấp bụi nè, không biết có bạn nào ra hay không nhỉ. Chiêu chiêu hai lần. Ồ, bị chó rồi các bạn. Tiếc quá. Pha đá canh chiêu bị hụt nhá. Pha đá canh chiêu bị hụt nhá. Ok, bây giờ là có nội tại rồi nè. Không biết có bạn nào ra không nhờ. Không biết có bạn nào ra để mình thử chiêu nè. Chiêu chiêu. Ô, không chết luôn các bạn. Không chết luôn. Nó bị hình như là bị trượt đi một lần chiêu 2 hay sao đấy. Chứ thời điểm hiện tại là mình dồn sát thương có thể chết được rồi. À, pha này mình có thể thử lại cho bạn. Ok. Kinh dị các bạn ha. Một chiêu một mạng. Một chiêu một mạng thôi. Cực kỳ là easy đối với Zhu.
một chiêu một mạng của Su Tiên Bạn kìa, kinh dị các bạn nhờ. Ok, các bạn nào ra thử chiêu không nào. Ok, anh Ti nữa, có được một mạng nữa. Volcat có chết không? Không chết luôn các bạn. Đối với vị tướng này thì vào combat rất là sướng, các bạn chỉ ở khoảng cách từ xa các bạn cấu chiêu vào thôi. Tướng địch rất là đông cho nên là cứ quăng chiêu vào thế nào nó cũng trúng một hai đối phương gì đó. Rất là tiện ha. Những cái pha combat cực kỳ là khó chịu đối với vị tướng Zeal này luôn. Nhưng mà những cái pha bắt người hay là combat 1-1 á thì vị tướng này không phát huy tốt nha. 200 tiền đó là ngộ không. Ôi, ngộ không có hồi sinh à? Hồi sinh à? Ủa, đâu rồi? Bảy chắc hết máu đi về rồi các bạn. À đây nè. Đâu nhỉ? À, chạy đi đâu nữa bạn ơi? Bên kia cũng có siêu nha, nhưng mà siêu team bạn không có xanh bằng siêu team mình, cho nên là cái sát thương nó cũng không có kinh dị lắm đâu các bạn. Và đây là một trong những vị tướng khắc chế khá là tốt Esu. Ok, có mạng của Esu. Một chiêu hai hai lần và còn theo cái chiêu cuối. Thế là ăn được mạng của Esu. Ồ, trượt rồi đó các bạn. Mặc dù chỉ chính một lần chiêu 2 thôi nhưng mà sát thương nó cực kỳ là kinh dị rồi các bạn nha. Ok, và luôn luôn giữ trong mình 2 điểm nội tại để các bạn có thể tối đa hóa cái nguồn sát thương từ xa nha. Từ một khoảng cách rất là xa bạn có thể giết kẻ địch bất ngờ luôn. Ô pha này thì... Ôi, không biết là có về được không bạn ngục. Còn khỉ ơi, tha cho em đi nào. Rồi, thôi, xong khỉ rồi. Xong khỉ rồi, hi hi, mình vẫn còn sống nữa các bạn. Pha này chắc tôi về thủ trụ thôi, có Florentino đây đại trụ, nhưng mà bạn ta đang làm gì vậy? Ok, và video ngày hôm nay của mình chơi con tướng mới Zeal cũng đã kết thúc tại đây rồi. Zeal cũng kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nhớ tặng cho mình một like và một nút đăng ký kênh và comment bất kỳ các bạn nha.